Xin chào quý vị khán giả. Thói quen sinh hoạt vận động đôi khi làm ảnh hưởng đến vóc dáng của chúng ta. Và một trong những điều mà phụ nữ vẫn thường hay mắc phải đó chính là chứng gù lưng, và còn làm cho chúng ta bị yếu đi phần lưng và vai nữa. Và ngày hôm nay, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn chúng ta những bài tập để cải thiện được những lỗi sai như thế này. Đó chính là huấn luyện viên Nguyễn Thu. Chúng ta hãy cùng xem Nguyễn Thu hướng dẫn chúng ta những bài tập như thế nào trong ngày hôm nay. Xin chào khán giả chương trình Cà Phê Sáng. Nào, chúng ta cùng đi vào bài tập đầu tiên là bài tập ép bả vai. Động tác thứ nhất, chuẩn bị ở tư thế nằm úp, hai tay đưa ra phía trước ở tư thế chữ V. Thực hiện động tác lên, chúng ta sẽ thở ra siết chặt cơ bụng, nâng cả hai phần bả vai và hai chân lên trên, thở ra. Tiếp theo, thu tay về, hai tay chống lên, push up. Rồi, tiếp tục nâng lên. Luôn luôn mở ngực thẳng lưng và siết chặt bụng. Ở bài tập này chúng ta sẽ thực hiện 15 lần. Hít sâu và đẩy tay, hai cùi xỏ ép sát thân người. Nặng, đẩy lên. Rồi, hít sâu, siết chặt bụng, nâng bả vai lên trên, ép chặt. Rồi, lưu ý ở bài tập này chúng ta ép sát cùi chỏ và thân người đẩy lên vuông góc với mặt đất. Luôn luôn siết chặt cơ bụng, hít sâu và thở ra. Bài tập thứ hai chúng ta tập đó là bài row kéo tay. Thực hiện động tác tư thế chuẩn bị, hai tay chống vuông góc với mặt sàn, hai chân chống mở rộng hơn vai, siết chặt cơ bụng, mở ngực thẳng lưng. Thực hiện động tác kéo cùi chỏ ép sát vào phần bả vai từng bên một, trái trước, phải sau. Kéo, thở, đặt tay xuống, hít, lên thở. Ở bài tập này chúng ta thực hiện 30 lần, cho hai tay, thở ra, siết chặt cơ bụng. Lưu ý ở bài tập này, chúng ta không nghiêng mông, siết chặt bụng, mở ngực, ép phần bả vai. 3, 2, 1, ok. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ tập bài ép bả vai chống tay. Thực hiện động tác ở tư thế chuẩn bị, hai tay chống tay vuông góc, hai chân mở rộng. Thực hiện động tác đưa tay lên phía trên, ra sau, mắt nhìn theo tay, đổi tay. Ở động tác này chúng ta sẽ siết chặt bả vai. Bài tập này tác động nhiều vào phần kho và phần bả vai, ép bả vai ra phía sau, giữ thăng bằng, luôn luôn mở ngực, giữ cơ trung tâm, mắt nhìn theo tay. Ở bài tập tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần cơ trung tâm. Tư thế chuẩn bị, hai tay chống ra phía sau, nhấc phần hông lên, hai chân trụ. Thực hiện động tác đưa từng chân lên cao, mũi tay phải chạm chân trái. Ở bài tập này chúng ta luôn luôn siết chặt phần cơ trung tâm, ép phần bả vai ra sau, mở phần ngực. Khi chúng ta thực hiện động tác này, phần bả vai ép mở ra sau sẽ hạn chế được áp lực lên phần cơ ngực. Khi đấy, phần ngực của chúng ta mở ra sẽ hạn chế tối đa được hiện tượng gù. Xin cảm ơn Thu cùng những người bạn đồng hành ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta những bài tập mới và với tác dụng mà chúng ta tưởng chừng như là không gần gũi lắm, nhưng chính lại là những cái hiện tượng mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống. Vậy thì hãy luyện tập chăm chỉ và thay đổi những thói quen hàng ngày để chúng ta có thể cải thiện được vóc dáng và trông cũng khỏe mạnh hơn nữa quý vị nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.